Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 9:16. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va, hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị, thế gian cũng được lập vững bền, không thể rung động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên, nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bây giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết. Đến bấy giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên, bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Chương 8. Khi Samuel đã già thì lọc các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abia. Hai người đoán xét tại Beersheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình.
Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó. Hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang, và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin ngài một vua mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng 1,000 người và trưởng 50 người, hoặc bắt chúng nó cai ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe cộ người. Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho và cây olive của các ngươi đặng phát cho tôi tớ người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về ngũ cốc và vườn nho các ngươi mà phân phát cho những quan hoạn và tôi tớ người. Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạn của các ngươi đến đổi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ, các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Dân sự chối không nghe lời của Samuel mà rằng: Không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Samuel nghe mọi lời của dân sự bèn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ, Samuel bèn nói cùng các người Israel rằng: Các ngươi, ai nấy, hãy trở về thành mình. Chương 9. Bây giờ, có một người Benjamin tên là Kích, con trai Abien, cháu Sero, chắc Bekorat, chít Afiat, là con trai của một người Benjamin. Kích vốn một người dõng sĩ, có một con trai tên là Sao-lơ, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng ai lịch sự bằng người. Người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Một ngày kia, những lừa cái của Kích, cha Sao-lơ, bị lạc. Kích nói cùng Sao-lơ con trai mình rằng: Hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp núi Ephraim, khắp xứ Shalisha mà không tìm được, lại trải qua xứ Salim, xứ Benjamin, song cũng không gặp. Đến trong xứ Sufer, Sao-lơ nói cùng tôi tớ theo mình rằng: Này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa, lại lo cho chúng ta chăng? Kẻ tôi tớ đáp cùng Sao-lơ rằng: Hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời, là người rất tôn trọng. Mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó. Có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo.
Sao Lơ nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng: "Phải, chúng ta hãy đi đó. Nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương thực, và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi?" Kẻ tôi tớ tiếp rằng: "Tôi có trong mình một phần tư siếc lơ bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta." Thuở xưa, trong Israel, hễ người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời thì thường nói rằng: "Chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến, vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày xưa gọi là người tiên kiến." Sao Lơ nói cùng kẻ tôi tớ rằng: "Người nói phải, chúng ta hãy đi." Hai người bèn đi đến thành người của Đức Chúa Trời ở. Khi hai người đi lên đường dốc về thành, thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước, bèn hỏi rằng: "Đấng tiên kiến có đây chăng?" Các con gái trẻ đáp rằng: "Có, kìa người ở đằng trước mặt ông. Nhưng hãy mau đi, vì ngày nay người đến thành, bởi bá tánh có việc tế lễ tại nơi cao." Khi vào thành, hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa đi lên nơi cao đặng dự lễ. Bá tánh không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho của lễ, xong rồi các người dự tiệc mới ăn. Vậy hãy đi lên, nội ngày nay hai ông chắc sẽ gặp người. Hai người đi lên thành. Khi vừa vào thành, bèn gặp Samuel đi ra đặng lên nơi cao. Vả ngày trước khi Sao Lơ đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho Samuel mà rằng: "Ngày mai tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Benjamin đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua của dân Israel ta. Ngươi sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Philistin, vì ta đã đói xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta." Khi Samuel thấy Sao Lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: "Kìa là người mà ta đã bảo ngươi, ấy người sẽ quản trị dân ta." Sao Lơ đến gần Samuel tại cửa thành mà nói cùng người rằng: "Xin ông hãy chỉ cho tôi nhà của đấng tiên kiến." Samuel đáp cùng Sao Lơ rằng: "Ta là đấng tiên kiến đây, hãy đi trước ta lên nơi cao. Ngày nay hai ngươi sẽ ăn bữa cùng ta. Đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng ngươi, đoạn để ngươi đi. Còn những lừa cái mà ngươi đã mất ba ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó, vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel đã dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao?" Sao Lơ đáp: "Tôi chỉ là một người Benjamin, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel. Nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy?" Samuel dẫn Sao Lơ và kẻ tôi tớ người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhất trong các người dự tiệc, số chừng 30 người. Bây giờ Samuel nói cùng đầu bếp rằng: "Hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi và ta đã dặn để riêng ra." Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh đem dọn cho Sao Lơ. Samuel tiếp rằng: "Kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi, hãy ăn đi. Từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc này." Vậy trong ngày đó, Sao Lơ ăn bữa cùng Samuel. Đoạn, chúng đều xuống khỏi nơi cao, vào trong thành, còn Samuel trò chuyện cùng Sao Lơ trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm. Khi hừng đông, Samuel gọi Sao Lơ trên mái nhà mà nói rằng: "Hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi." Sao Lơ đứng dậy, rồi Samuel và Sao Lơ cả hai đồng đi ra. Khi đến đầu thành, Samuel nói cùng Sao Lơ rằng: "Hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta." Kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng: "Bây giờ hãy dừng lại,
để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. Chương 10. Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Saul, hôn người mà nói rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đã ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chen, trên bờ cõi xứ Benjamin tại Sết-sa. Họ sẽ nói với ngươi rằng: Những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi, tự hỏi rằng: Phải lo liệu sao về con trai ta? Từ đó, ngươi sẽ đi tới, đến cây dẻ bột Tha-bô. Ngươi sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở ba con dê đực, một người đem ba ổ bánh, và người thứ ba đem một bầu da rượu. Chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi hai ổ bánh mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Kế sau, ngươi sẽ đến Gibea Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philistin. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đừng cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Đoạn, hãy đi xuống trước ta đến Ginh-ganh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta tới. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Saul vừa xây lưng lìa khỏi Samuel, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Saul đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Saul trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng: Con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Saul cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gibea đáp rằng: Mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng: Saul há cũng vào số các tiên tri ư? Khi Saul thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Chú Saul hỏi người và kẻ tôi tớ rằng: Hai ngươi đi đâu? Saul thưa rằng: Đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Samuel. Chú của Saul tiếp rằng: Xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Samuel đã nói cùng hai ngươi. Saul thưa cùng chú mình rằng: Người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi. Nhưng Saul không tỏ gì về điều Samuel đã nói về việc nước. Samuel nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba, rồi nói cùng dân Israel rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Ta đã đem Israel ra khỏi Ai Cập, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ai Cập và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: Xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và từ hàng ngàn người. Samuel biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng, rồi họ Macri được chỉ định. Đoạn Saul, con trai của Kích, được chỉ định. Người ta tìm Saul nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng: Còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp: Kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Saul ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Samuel nói cùng cả dân sự rằng:
các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: Nguyện vua vạn tuế. Sa-mu-ên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sa-mu-ên cho cả dân sự ai về nhà nấy. Sa-lơ cũng về nhà mình tại Gi-bê-a. Có những người dõng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người. Song có mấy người phỉ đồ nói rằng: Hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sa-lơ giả đò không nghe. Chương 11. Na-hách người Am-môn đi ra đến vây Gia-bê trong Ga-la-át. Cả dân Gia-bê nói cùng Na-hách rằng: Hãy lập ước cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ông. Na-hách người Am-môn đáp rằng: Ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này. Phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Các trưởng lão Gia-bê nói cùng người rằng: Xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi ra hàng đầu. Vậy những sứ giả đến Gi-bê-a thành của Sa-lơ thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy Sa-lơ ở ruộng trở về đi sau bò mình. Người hỏi rằng: Cớ chi dân sự khóc như vậy? Người ta thuật lại lời các người Gia-bê đã nói. Vừa nghe tin này, Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao này: Phàm ai không ra theo Sa-lơ và Sa-mu-ên thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Sa-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét, có 300.000 người Israel và 30.000 người Giu-đa. Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng: Hãy nói cùng người Gia-bê trong Ga-la-át, đến mai khi mặt trời đã nắng nóng thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuật lại các lời này cho dân Gia-bê. Dân này lấy làm vui mừng và nói cùng người Am-môn rằng: Ngày mai chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi. Các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải. Nhưng sáng ngày mai, Sa-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Am-môn vừa lúc canh năm và đánh dân Am-môn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tán lạc, đến đổi không có hai người chung nhau. Dân sự nói cùng Sa-mu-ên rằng: Ai đã nói Sa-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng Sa-lơ đáp: Chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Sa-mu-ên nói cùng dân sự rằng: Chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh đặng lập nước lại. Cả dân sự đều đi đến Ginh-ganh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Sa-lơ làm vua. Tại đó chúng dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sa-lơ và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.